đôi bóng phôn ban khơi phô môn chẳng là nhóm phô tiệm tôn là iPhone SE dùm non tỷ bấy để vì ai đang tranh nó không khai bấy thay tỷ bằng bấy hơi chứ môn iPhone SE dùm non tỷ bấy ní tiệm tôn rút riêng cư vì mình cả phạp đồ ấy chả ơn đấy chẳng sử iPhone SE nhóm chỉ fan iPhone SE đấy để sang nhóm sở lãnh cả design bạp trông hơi nhóm có mình iPhone SE dùm non tỷ mùi đấy bóng phôn ban khơi hay nhóm nó sẽ lành viết là sao việc là cả chip ấy nắng hay là bước nó cứ đau lươn mình tên hay nhóm sẽ lành viết nhóm nó tập ra phá viết xong rạp chia tu sạp TP và tỏa bì iPhone thông mọi nhóm tiếp tục là cả design cứ nâu đỡ đá rẽ xa đôi iPhone A chẳng vấn tay ở đây để thấm mấy cứ khẳng khăn nồng chẳng iPhone SE dùm nóng tí bấy với ai đầm là cả chip A đọc rám chờ mùi nâng 5G chẳng viết support 5G đá hay chip A15 nó bị dân triệp là bướn cứ iPhone SE dùm nón thị bấy nó cứ lươn đôi iPhone đọc bay rồi còn đọc bay mini rồi còn đọc bay pro ấy nâng đài hay không nói Apple còn cả update tại tôi là iPad Air dùm nón thị pram được nế những iPad Air dùm nón muốn cứ vì mình cả vì mình Face ID thế cứ vì scan là mấy scan cái dấu đây nên lại một tông lặng nó là mấy đọc sao những iPad Air dùm nón thị pram cứ đôi nế đá tại vậy đã khóc nếu cứ này càng khóc nó cứ vì nâng mau cho mùi nâng 5G cứ bên là support 5G được nè hay hay nó khả năng là even khai bay nó cứ dương ai đang khơi Mac sử dụng thay được Mac Mini iMac ấy chưa đam nữa tại không nên dùng phone khởi tại iPhone nhưng sau một con chat làm cả tu sửa là bỏ bóng phone đó nè hay bấm hay bấm ấy thay nhưng mà app để tất cả bóng phone đó nè hay nhưng mà chụp bóng phone đó nè ở video cài tiền.